Các bạn chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa hai đội Thu Quang Em ở gần màn ảnh gặp Tuấn Thăng ở xa màn ảnh. Hai đội chuẩn bị phát cầu. Tuấn Thăng ở xa màn ảnh chuẩn bị phát cầu 0-0. Trả cầu tốt đối vào điểm 1-0 cho Quang Thu. Tiếp tục phát cầu 1-0. Đối vào điểm 1-0 cho Tuấn Thăng. Cầu không qua lưới, đổi vào điểm 2-1. Tí nữa, có ta 50 không? Đổi vào điểm 2-2. Trả cầu tốt, 3-2. Đổi vào điểm cho Quang Thu. Ba đều đổi điểm. Cầu ngoài đổi vào điểm 4-3 cho Thu Quang. Năm ba. Đổi vào điểm 4-3. Bốn năm xin lỗi. Điểm 5-5. Điểm 6-5. Đối vào điểm cầu ngoài, đối vào điểm 6-0.
76. Điểm 86. Điểm 78. Điểm 11-9. Điểm 12-9. Điểm 10-12.
Tỷ số là 13-11. Điểm 15-10. Cầu cũng qua lưới. Điểm 16-10, hai đội đổi sân. Hai đội đổi sân thì Thu Quang đứng ở xa màn ảnh 16. Còn Tuấn Thăng 10 đứng ở gần màn ảnh. Hai đội tiếp tục 16-10. Đập cầu tốt. Mười một, mười sáu. Cầu tốt. 12-16. Điểm 18-12. Đứng nhầm. 13-18. Bên kia đang dẫn. Cầu ngoài đổi vào điểm 19-13. Cầu tốt. 20-13. Đổi vào điểm cho Tuấn Thăng 14-20. Điểm 15-20.
hai sân đánh song song, đội sân bên đánh rất là căng. mười sáu hai mươi 18-20 cầu trong sân 19-20 cầu sang tốt 20 đều. Đập cầu cũng qua lưới. Đối vào điểm 21-20. Điểm 21 đều. Đối với điểm 22 đều. Đập cầu tốt. 23-22. Điểm 24-22. Kiên à, kiên cây gặp xuân sắc này, vừa đẹp. Kiên kia gặp xuân sắc vừa đẹp. Kiên đéo gì? Kiên đang đau chân. Gặp thế đấy, nhìn đáng ngợp. Điểm 25-22. Mạnh lý rồi. Cầu trong sân 26-22. Thank you.
dưới đối vào điểm 23-26. Hai ba hai sáu do một cầu thủ Quang đứt dây vợt nên ra thay vợt khác. Anh mới sắc đánh đôi dưỡng tiền 23 thì luôn em vừa thua đấy, vừa thua 23, rồi 23 26 chú tiền của anh anh cứ đánh cái sáng mai mới được anh tả đổi vào điểm 27-23. Sao sắc này luôn nhỉ? Đối vào điểm 24-27. Điểm 25-27. Cầu cắt cầu rất là tốt. Địa đổi vào điểm 28-25. Hai sáu hai tám đập cầu tốt 27-28. Đổi vào điểm 29-27. Đập cầu tốt, đập rất nhiều quả cầu mới được kết thúc được pha cầu. Điểm số đang là 30-27. Đối và điểm 28-30. Những set cuối cùng rất căng thẳng. Cầu không qua lưới, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Thu Quang và 28 Tuấn Thăng. 31-28, trận đấu đã kết thúc.